Mấy em quái này làm ghê quá. Cái hàng rào này thì mấy con zombie không vào được, nhưng mà mấy con nhện thì vẫn có thể vào được nha. Đó. Nhưng mà mấy con nhện thì không cần phải lo lắng lắm, bởi vì mấy em rất là yếu, cũng khá yếu nhưng mà là rất là yếu nha, nói nhầm. Rồi bây giờ thì mình định làm cái gì nhỉ? À đúng rồi, ta sẽ đi vào đây để mà phù phép một cái. Ngày thứ bao nhiêu rồi? Ngày thứ 146. Sẽ cho một cuốn sách lên đây xem thử có gì. Có gai. Cái này thì là hiệu suất. Ồ, có chấm hỏng luôn nè. Được, ngon. Rồi, bọn mình xem thử là có siêu thoát hay là không. Không có rồi. Thử reset lại một cái. Ai lôi chân đốt vẫn không có, vẫn không có cái nào gọi là siêu thoát cả. Rồi xong, hiểu rồi đó ha. Rồi đó, vậy là chúng ta còn lâu lắm mới có thể gọi là gặp được cái em siêu thoát đó. Nhưng mà ở đây có một cái cuốn chầm hỏng ba. Đâu rồi, đây, ở đây có một cuốn chầm hỏng ba. Đó. Thì mình có thể là mình sẽ ép vào cho cái kiếm này đi, mình sẽ để dành cái này đi. Đó. Rồi không nói nhiều nữa. Giờ ta cất một số thứ linh tinh vào, nhiều đồ quá. Rồi. Tiếp tục công cuộc farm đá. Chúng ta đã có hiệu suất và chậm hỏng thì mình sẽ sử dụng cái cuốc này. Đó. Ông ai khùng điên đi ngu dại cầm cái cuốc hay có chậm hỏng nhưng mà không có hiệu suất chân á. Đó không? Không có ai đâu mà không có ai đâu mà rảnh mà sử dụng cái cây cuốc cùi như vậy, ta phải xài cái cuốc xịn chứ. Nó điều khiển kiếm cách. Rồi ta sẽ farm ở đây 1 tiếng đi, rồi mình cũng sẽ bấm đồng hồ như như lần trước luôn. Sau 1 tiếng AFK thì không phải 1 tiếng farm đá, chúng ta đã đến ngày 149 luôn rồi đó. Và đâu để xem nào. Giờ tất cả những cái lò đây đã gọi là sao nhỉ, tất cả những cái lò đó nó gần như là nung xong hết trơn luôn rồi đó. Thì trong lúc farm á thì mình phát hiện, nói chung là cái cuốc này kiểu như nó cũng gần hư á đó. Thì nói chung là mình mới phát hiện một điều, đó là tuy là cái cuốc này nó có chậm hỏng ba thật, nhưng mà đồng thời là nó có hiệu suất thì nó sẽ đào nhanh hơn. À, mà nó đào nhanh hơn thì sao? Đó là nếu như mà nó đào nhanh hơn thì nó sẽ đi đôi với cái vấn đề đó là nó cũng sẽ bị hỏng nhanh hơn. Đào nhanh hơn thì bị hỏng nhanh hơn thôi chứ không có gì đâu. Đó. Nhưng mà cái cây này thì nó có chậm hỏng nhưng mà tốc độ đào của nó khá là chậm, cho nên là cái xác suất mà nó bị hỏng thì nó sẽ lâu hơn nhiều đó. Cho nên là khi mà kiểu như là cái này nó kiểu như là còn một chấm đỏ thôi thì mình lập tức mình chuyển qua cái cây này luôn. Đó. Mình lập tức là mình chuyển qua cái cây cuốc này luôn, đó mình đào tiếp luôn cho đủ hết 1 tiếng. Đó. Và đây là tất cả những số đá của chúng ta. Ôi dồi, nhiều chưa? Rồi ta cất hết toàn bộ vào đây đi. Đó. Và mình cần phải sửa chữa lại cái hệ thống lò nung của mình một cái. Cứ để như vậy hay là bỏ vô từng cái nó mệt dữ lắm. Rồi, bây giờ thì ta phải đập hết tất cả những cái lò này ra. Để mà ta sửa chữa nó lại thành một cái hệ thống gọi là tự động luôn đi. Ta chỉ cần bỏ vào, nó là tự động thì cũng không đúng cho lắm. Gọi là bán tự động thì đi, bán tự động đó, phân nửa thì tự động, còn phân nửa thì không. Shit, ta đã quay trở lại rồi đây ha. Đó thì sau một hồi gọi là vật lộn với cái máy này thì cuối cùng mình cũng đã gần xong rồi. Và đây là tàn tích của em Reaper em mới để lại, thiệt tình luôn á, đứng sát cái hàng rào chút xíu thôi là nổ rồi. Ố nạn ghê, mình phải chặn cái hàng rào đó lại ngay lập tức, chứ nếu không là mấy em salam em mà vào được là mệt lắm. Rồi rồi đã xong nha, sửa xong chỗ đó rồi đó, thiệt tình chứ. Em Reaper này tôi mệt ẻm lắm rồi đó. Rồi sắt thì mình còn khá là nhiều cho nên chúng ta không cần phải lo về chuyện đó. Rồi giờ ta làm cho mình 2 cái xe mỏ chứa rương đó. Rồi ta lấy cái này xuống, này ta lấy cái này đó, 1 cái nè, 2 cái nè. Rồi đó, rồi ta sẽ
gọi là sao nhỉ, ta sẽ đặt nó lên trên đây đó. Thì ta cần thêm 4 cái cần gạt nữa à, bây giờ thì mình chưa kích hoạt đâu đó, mình sẽ để ở đây trước đi đó. Đâu rồi đó. Thì các bạn thắc mắc đây là cái chỗ là gì không? Cái chỗ này là cái chỗ để phần nung nè, còn phía dưới đây là để phần mà kiểu như là nguyên liệu á. Đó. Rồi. Ê đừng đừng đi vô, thầy ơi. Đó, đi giờ ngoài. Đó. Rồi mình đã làm cho mình hết một cây cần gạt rồi, bây giờ ta cần làm thêm 3 cây nữa. Đây, lên 1 2 3. Đó. Rồi. Gắn đây. Đằng sau đây nữa, hai cái cuối này thì ta cứ bật thoải mái ha, đừng lo. Đó. Rồi bây giờ thì đó, thì nói chung là sửa sang này kia nọ xong rồi ta sẽ vứt hết tất cả những cái món đồ mà linh ta linh tinh vào đi. Quá trời quá đất chật chỗ luôn rồi. Oh my god, ai đó cứu tôi với, chật chỗ quá. Bụp. Rồi cho em chạy đi. Mình không dám gắn cái đường dây tăng tốc ở trên đây bởi vì đơn giản là mình sợ nó gọi là đi không có, nói chung là nó chặn cái đường xuống hopper mọi người, kiểu như là nó gây cản trở cái đường xuống hopper. Rồi xong rồi xong rồi xong rồi, không kịp rồi, tốc độ không đủ rồi. Vậy là tôi phải gắn lên đây thêm một cái đường nữa, phải gắn đây một cái đường dây nữa, tốc độ không đủ rồi, trời ơi thiệt tình chứ. Rồi tôi gắn này vô đó. Rồi đó nghe ổn 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 liền luôn đó. Thì nói chung là có một số bạn sẽ gọi là tại sao không dùng những cái đường dây tăng, đường dây mà lúc trước đi, những cái đường dây mà gọi là đưa mấy em dân làng lên đó, thì mình không biết là mình đã bỏ nó ở đâu rồi, thì nó cũng lạc mất tích luôn rồi, cho nên là thôi mình cũng đành chịu ha đó. Thì ở đây có vài cái gọi là nó chưa có đầy thì mình sẽ cho nó đi đầy hết luôn đó, cho nó chảy đều ra đi đó. Có thể là cái này mình sẽ cho nó đi liên tục như thế này đó, mình sẽ cho nó gãy đều hết toàn bộ, mình sẽ mình thấy nó gãy đều hết toàn bộ mình sẽ ngưng đó. Trời ơi, ôi ôi ôi, trời ơi, chơi ngu không, chơi ngu không, đi lố, trời ơi cái tập đi lố. Tự nhiên không biết sao á, xuống dưới đây đi chạy, bấm nút chạy sao cuối cùng xuống dưới luôn. Hên giáp kim cương á, hên là có giáp kim cương nó bảo vệ chứ không thôi là bị thành thành là gì ta, giả cây rồi, không bị thành người nướng rồi, bị biến thành người nướng tiêu rồi đó. Hên có áo giáp kim cương nó bảo vệ nghe. Trời ơi em gác em thất tình đó cờ kìa, thiệt tình chứ. Cái em gác nó tối ngày thất tình không à, yêu đương cho cố vô. Rồi thất tình, rồi khóc, rồi la. Rồi la đủ thứ hết trơn á. Rồi nó bị lỗi cả, nó không thể hiện âm thanh đâu á. Rồi nha. Rồi ơi tự nhiên đi chơi, đi tự nhiên đi chơi chạy, rảnh ghê luôn á. Thôi là áo giáp kim cương đó nha, chứ không thôi là chết rồi. Chết một cái là mất độ rồi, mệt lắm luôn á. Mình này là mình không có chỉnh nha bạn. Mình chơi cái này là mình không có cheat nha. Mình không có cheat là kho chết không mất đồ này kia nọ đâu. Mình chơi là mình không có cheat để cho mất đồ đâu. Trừ khi nào mà kiểu như là bị đánh, bị mấy con slam đánh mà chết rồi à, mất cái điểm chết boy, mất cái điểm chết boy đây nè đó, bị spawn lại ngay cái chỗ mà ở cái chỗ mà điểm spawn ban đầu ấy, thì có thể mình sẽ tb lại đó. Cái đồ đạc mình để đây chân rồi gầy dựng lại nó mệt dữ lắm đó. Nên là thôi ta cứ cái đó thì mình sẽ chơi chít ha, còn cái này ha là mình để không luôn đó, mình để không hết tất cả. Thì từ nãy giờ nó vẫn chưa gọi là nó gãy đều hết, chúng ta có hai cái nè, cái này hồi nãy là có cái này là đứng ở đây nè đó, nó đứng đây hơi lâu cho nên là nó gãy đều trước hết nha đó. Còn mấy cái khác thì vẫn chưa đó, nó đang gãy đều ra từ từ đó. Tại sao lại có cái này ở đây? Thôi mình nghĩ là mình nên vứt vào luôn đi. Đây. Tất cả những cái số lava này bỏ vào. Đó. 1 2 3 bốc lên. Rồi đó, tất cả những cái số lava thì mấy em sẽ gãy đều hết luôn nha. Đó, gãy đều hết tất cả những cái lò luôn. Đó. Gãy đều hết luôn nha. Đó, tắt này đi. Đó, khi em quay trở lại thì em sẽ tự động ngưng thôi.
Đó, cẩn thận mấy em Reaper đó. Mấy em Reaper thường hay chơi lù lù sau lưng lắm, ghê lắm. Rồi tao lấy lại những cái xô của chúng ta. Đó. Đó thì tao cứ chỉ cho nó nguyên liệu nó cháy hết đi, đừng có lo về cái việc đó. Nguyên liệu thì nó cứ việc cháy mà thôi. Nó có nguyên liệu thì cho nó. Nói chung là cái phần xe nguyên liệu này nè, cái phần xe mà chứa đá mình sẽ cho nó chạy liên tục luôn. Đó. Giờ nó hết lava thôi ta xuống dưới địa ngục ta múc nữa gì đó, nó đơn giản mà. Nó đâu cần phải đợi cho nó gãy đều hết đâu đúng không? Đó. Rồi đâu để mình xem thử là cái phần cho xe này nó đã hết đá chưa. Nhưng mà nó chưa hết đá thì đây nó hết đá rồi. Rồi vậy thì mình sẽ bỏ vào tiếp. Đó, ta có việc bỏ vào tới tấp thôi là kiểu gì nó cũng tung hết à, yên tâm. Lava với địa ngục đầy mà. Không. Nếu như mà nung không hết á, thì nói chung là nung hết mà còn dư lava thôi cũng kệ. Ai thèm quan tâm. Lava nhiều mà, đúng không? Rồi, tao xem thử còn nào nữa không? Đây còn nè. Đó, lấy xuống hết. Có bao nhiêu rồi lấy xuống hết. Ta cất những cái thứ linh ta linh tinh này vào đi. Ok. Rồi còn cái nào nữa không? Rồi hết rồi ha. Ta sẽ vứt cái đường dây này vào luôn. Đó. Đây, có hàng, có hàng, có hàng. Hàng dê, hàng dê. Ủa? Kệ đi đi chứ. What? Ừ, mà đẩy cái. Vậy là cái này là phải canh dừa nha. Ẻm mà vừa tới là mình phải tắt liền cái nè. Đó. Ẻm mà vừa tới là mình phải tắt liền. Đó, chứ nếu không là em sẽ gọi là bị không đi, không đi được. Hồi xong đứng nữa rồi, thiệt tình chứ. Tôi rất là dở trong mấy cái việc mà đá đỏ như thế này. Đó, mình rất là dở trong mấy cái việc mà gọi là đá đỏ như thế này nha. Rồi, ok luôn. Cái gì vậy trời ơi? Tại sao lại có em nhện vào đây? Tính phá cái hệ thống của tôi hả? Em zombie này nữa. Giỡn mặt à? Hả? Biết cung gì không? Cung này là cung mạnh rồi. Được rồi. Rồi ta đẩy xác em vào. Rồi xong. Ngủ cái đi. Con để mấy em quái muốn phá hoài mệt mỏi lắm. Ô, có một anh Enderman ở đây, ta sẽ solo một một cho anh luôn nè. Ô, giỡn mặt, giỡn mặt. Sao? Làm sao? Làm sao? Rồi xong dịch chuyển vào Ender luôn rồi. Đi vào Ender, lộn, đi vào Nether quất luôn. Giỡn mặt nè, trời ơi. Một ngọc Enderpearl. Một viên ngọc Enderpearl nha. Đó. Rồi thì mình có xem video của một anh YouTuber nước ngoài kia thì anh ấy cũng thực hiện cái thử thách là sinh tồn ở thế giới phẳng như thế này đó, sinh tồn ở thế giới phẳng như vậy đó, nhưng mà điều đặc biệt đó là cái thế giới này nó có cổng Ender, vậy nó có cổng đi dẫn đến cái chỗ đánh con rồng và mình không hiểu tại sao và lý do gì anh ấy có cái cổng đó. Ok đó, như các bạn có thể thấy đó là cái cổng này đây, thế giới này nó không hề có một cái gì gọi là liên quan tới cái cổng để mà chúng ta giết con rồng cả đó. Nhưng mà trong thế giới này, cái thế giới của anh nó tạo ra mình không biết là anh ấy có dùng seed, anh ấy có sử dụng hạt giống thế giới hay không đó. Nhưng mà anh ấy tạo thế giới ra thì nó có cổng Ender luôn và nó có nguyên một cái son hô luôn à, tức là pháo đài dưới lòng đất á, nó có nguyên một cái pháo đài dưới lòng đất hiện ra luôn, lộ thiên luôn, pháo đài dưới lòng đất lộ thiên luôn nha, một cái pháo đài dưới lòng đất lộ thiên luôn. Đó, giờ mình không hiểu lý do tại sao luôn đó. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem như này à, quên này tôi không có chip được à, và đợi chút, chung là mình sẽ thoát ra gì, mình sẽ thoát ra vô luôn nha, cho thời gian trong game nó cho đi luôn. Đây đây là cái video qua này đây đây đây, coi như bạn thấy strong. Chết 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 chết, tiếng lớn quá rồi. Như bạn thấy này, một cái stronghold, một cái stronghold lộ thiên. Nhìn đi, đây là thế giới phẳng đó. Nhìn kỹ nha, đây là thế giới phẳng. Một cái stronghold lộ thiên, một cái stronghold lộ thiên. Và mình đã có thử tạo một cái thế giới ngẫu nhiên và mình dùng cái mắt Ender, mình dùng cái tới mắt Ender để mà mình thử mình tìm cái stronghold đó và nó không có tác dụng, không có tác dụng. Và mình kiểu quá đẻo. Ông đã hack game mà. What the hell? Ông đã hack game mà. Kiểu vậy á.
Mình không hiểu lý do gì sao đó là anh ấy có nguyên một cái stronghold lộ thiên ở ngay trong tại cái thế giới này luôn. Ok, không hiểu lý do gì sao lại có một cái stronghold lộ thiên ngay trong thế giới này. Mặc dù mình dùng cái con mắt Ender, cái này là ngọc nha. Mình dùng mắt Ender mình tìm mà giờ mà chả có tìm ra, chả tìm thấy đâu hết trơn. Ok. Rồi và cái số lượng sắt mà chúng ta dùng để làm hopper cho cái hệ thống đúng đồ này nó cũng đã cạn kiệt rồi ha. Đây như bạn thấy là nó còn có chưa đến một sắt, nó còn chưa đến hai sắt nữa, nó còn có hơn hai sắt à, gần hai sắt chứ, gần hai sắt thôi nha. Đó, nhưng mà không sao, thì nói chung á, lúc mà mình AFK mình farm đá ở đây nè, một tiếng farm đá ở đây á, thì chắc chắn là mấy anh golem trên đây chết cũng khá nhiều rồi đó. Ok. Thì khi mà chúng ta đứng gần cái máy farm sắt này á, thì đừng có lo về cái việc mà thiếu thiếu sắt, nó rất nhiều. Và hiện tại mình sẽ làm một cái việc khá là vui vẻ ở đây. Rồi, chúng ta đã có một cái màu cho mình. Đó, mình sẽ có một cái bột nhuộm màu hồng. Đó. Và cái giường của mình đâu? Bụp. Đây nè, đây là một cái màu cực kỳ nam tính. Nam tính chưa? Nam tính chưa? Đó, rồi, vứt ra đây, mấy cái này không dùng tới nữa. Ok, ta không dùng tới nữa. Đó. Đây, mình sẽ đặt cái giường này xuống rồi mình sẽ chết boy luôn. Đó. Đây, cái giường cực kỳ nam tính. Đó, cái giường này ngủ nó mới êm. Mới đã, mấy giường kia ngủ sao mà đã nặng giường đó được, đúng không? À, trời ơi, cái giường ta nam tính vậy đó, ngủ nó mới êm, nó mới đã được, không? Ông nào mà nói giường nó dụ đây, BD con khỉ, ta giường nam tính nhà hoàng muốn bậy bạ không? À, rồi bây giờ ta cần phải ngồi ở đây, ta đợi cho mấy cái phần lò này, mấy cái phần đá này nó đun xong hết đi, đó. Rồi sau đó là ta sẽ xem thử là số lượng đủ chưa và bao nhiêu đó để mà chúng ta còn biết đường, để mà còn xây đồ, xây kim tự tháp được chưa đó. Ồ, tại sao lại có một anh này ở đây hả? Anh ở đây một mình đúng không? Nếu như mà anh ở đây một mình thì em có một cái chuyện này khá là vui vẻ đó với anh, đó là anh chết giùm em đi. À, anh chết giùm đi. Trời ơi, anh chết là em có vàng thôi chứ giả có gì hết trơn đâu. Còn này muốn gì hả? Cái bé thạch dừa này muốn gì hả? Cái bé này thạch dừa này phiền phức ghê luôn á. Rồi và bây giờ hiện tại chúng ta đang gặp một vấn đề đây, trong lúc mà mình ngồi đợi nè đó, mình ngồi đợi được một tầm vài giây thì mình mới phát hiện là chỗ này của mình nó quá chật, cái chỗ mình nó quá chật rồi và chúng ta cần phải mở rộng thêm. Và như bạn thấy là bên đây những ngày đầu bên đó thì xuất hiện slime khá là nhiều, và thì có thể là bên đó là sẽ có một số cái slime chân đó, sẽ có một số cái chân gọi là spam ra những cái con slime đó. Bây giờ mình sẽ gọi là sẽ mở rộng ra cái chỗ này của chúng ta ra đi đó, và chúng ta sẽ xem thử là chỗ nào nó sẽ spam ra những con slime chân thì chúng ta sẽ chặn chỗ đó lại đó. Thì như ở đây là chúng ta đã có hai chân rồi đó. Ở đây là cái phần hàng rào này của mình là nó nằm ngoài một chân này hả, do cái chân này nó thường xuyên xuất hiện với con slime. Vậy thì ta có thể kết luận rằng ha, là chỉ cần mình xây cái hàng rào dọc ở phía cái ngoài này thôi là được rồi, là đủ rồi ha. Đó. Giờ thì ta cần phải tiêu diệt những cái em này đó, để mà gọi là xem thử coi là mấy em spawn ra ở cái vị trí nào để mà chúng ta còn biết đường để mà rắn hàng rào lại chứ, đúng không? Rồi thế nào mà để mấy em vậy đi lung tung gì được, đi lung tung vậy hay là mình không biết em mà spawn ở những cái chân nào thì lúc đó nó còn mệt như nó. Chúng ta đã tiêu diệt những cái bé thạch dừa ở đó thì bây giờ mình sẽ, ê, có một bé đã spawn ra ngay tại đây rồi, vậy thì chúng ta chỉ cần lót cái hàng rào ở ngay cái địa điểm này là xong rồi hả. Muốn cái gì hả? Đó, đây thì là bé đó, nó spawn ở ngay cái chân này, vậy thì mình chỉ cần lót hàng rào một hàng dài ở đây là xong đó. Rồi chúng ta đã có thể gọi là mở rộng ra được khu vực của mình một chút rồi. Đó. Rồi ta tắt cái này đi. Đó. Thì cái không gian mà quay video của mình nó không được kín đáo lắm, cho nên là sẽ có những cái âm thanh nó không được mong muốn. Đó. Thì các bạn muốn hiểu lý do vì sao mà nếu như các bạn muốn biết lý do vì sao thì bạn mời bạn xem lại cái video gọi là Minecraft sinh tồn phiên bản 100 Minecraft sinh tồn 1.16 đó của mình. Thì nói chung là tập mấy đó mình cũng không nhớ lắm. Tập
mấy mình cũng không nhớ. Bây giờ thì mình sẽ gọi là lấy cái hàng rào này ra đi đó, và ta sẽ sắp xếp lại chỗ rồi đó. Ok, khi mà chặt cái hàng rào này ra đảm bảo một điều đó là chỉ có những em bé zombie có thể đi vào được. Rồi ta đi ngủ cái đi đó. Đó. Thì mình đã có giải thích lý do rồi ở trong cái video đó, ở trong cái video mà Minecraft sinh tồn 1.16 đó, mình có đã giải thích lý do rồi ha. Thì các bạn tu tới gần cái đoạn cuối á, bạn tu đến cái đoạn cuối ở video thì các bạn sẽ hiểu được lý do mà mình có nói lý do trong đó rồi. Đó. À, bây giờ ta cần phải có một số cái đuốc để mà gọi là cắm ở chỗ đó để tránh những cái em quái em spawn ra, ví dụ như là bộ xương quyến rũ, ví dụ như là những cái em xương quyến rũ chẳng hạn. Đó, tôi không biết tôi đang nói gì luôn á. Mới đúng quá, trở lại rồi đây. Đó, thì ta đã lắp xong, nói chung là mở rộng ra cái chỗ này một chút. Đó, và ta cắm đuốc lên cho đi, vẫn còn hơi tối nè. Đó, thì có vài bạn sẽ hỏi là tại sao mà lại đặt như thế này, bởi vì đơn giản là ở đây nó bị dính thêm một cái slime chân nữa. Ok, đó, tức có nghĩa là ở đây có một cái khu này nè, cái khu này là một cái khu slime chân nè. Đó, bởi vì hình như là mình phải chặn lại, không là mấy em slime có thể đi vào được. Đó, bởi vì khu này cũng là một khu slime chân luôn. Đó, về đây nè, đó, đâu nói chung là cái khu đây nè, khu gần đây nè cũng là một cái slime chân luôn ha. Đó, thì mình có, thì nói chung là lúc mà mình mở rộng ra thì mình cũng có lên YouTube mình xem lại thử là cái video giải thích về cái việc mà tại sao cái không gian quay của mình nó không được yên tĩnh, thì mình đã xem rồi. Đó là cái video đó là Minecraft sinh tồn 1.16 tập 11 đó. Các bạn có việc Minecraft sinh tồn 1.16 rồi bạn cứ vào kênh mình đi, rồi các bạn tìm Minecraft sinh tồn 1.16 rồi có cái dấu hashtag dấu than số 11 đó, tức là tập 11 đó đó. Đó, thì các bạn tua đến cái đoạn đó là 42 phút 18 giây đó. Bạn tua đến cái đoạn là 42 phút 18 giây đó, thì mình sẽ có giải, thì cái lúc đó là mình sẽ bắt đầu gọi là bắt đầu vào giải thích nha, bắt đầu giải thích cái việc đó là tại sao mình lại không gian quay của mình nó không được yên tĩnh đó. Rồi xong phim. Tất cả những cái nguyên liệu ở đây nó đã cháy hết luôn rồi, không sao. Rồi mình nghĩ chắc như đây vẫn chưa đủ đâu bạn ơi, tất cả những cái số đá đây như đây vẫn chưa đủ với cái kim tự tháp chúng ta đâu. Ban đầu là mình dự định sẽ xây cái kim tự tháp đó là với cái độ rộng đó là 200 x 200 đó, 200 block x 200 block, mà thôi giờ mình nghĩ là bởi vì 200 block x 200 block thì nó rộng quá, nó có thể là nó sẽ gây lát mái cho mình, nó có thể gọi là làm lát mái của mình, cho nên là mình quyết định là thôi mình xây 150 x 150 thôi đó, 150 x 150 thôi là được rồi đó. Không cần đến nỗi 200 đâu, 200 thì nó lớn quá, thì nó cũng có thể gọi là gây cái tình trạng đó là gây lát máy cho mình thì nó mệt lắm đó. Vì cái máy mình không phải là một cái máy xịn, thì nó chỉ là một cái máy cùi thôi đó. Đây là ngày 153 rồi. Ok, không biết là tới 1.000 ngày nó mới tới 1.000, một khi nào mới tới 1.000 ngày, có khi nào tới 1.000 ngày cái lúc đó tôi già đúng không? Cái đó thì nó hơi quá, không đến nỗi già đâu, thì có thể là đâu mất gần mấy tháng, gần là mấy tuần thôi, cùng lắm là dữ lắm rồi, mà thật sự là quá lâu luôn á, lâu lắm luôn rồi, từ lúc bắt đầu cái series này là cũng khá là lâu rồi đó. Không biết là mình đã tạo cái map này từ bao giờ luôn. Thì cái game Minecraft này á, nó có một cái khá là thú vị, đó là khi mà bạn tạo một cái thế giới nào đó thì nó sẽ lưu lại ngày tháng và giờ luôn nha, giờ nào ngày nào tháng nào các bạn tạo map thì nó sẽ lưu lại hết luôn. Ok, con này nó không bán đồ cho chúng ta nữa. Vậy là cái con này nó chỉ có giới hạn thôi bạn ơi. Đó, tức là mấy cái con dân làng á, thì cái mấy con dân làng khi mà các bạn trao đổi đồ với nó thì nó sẽ không còn khả năng trao đổi đồ nữa, bởi vì kiểu như là nó hết hàng các bạn. Nó hết hàng, nó không còn khả năng trao đổi đồ nữa. Nhưng mà đó, sau một thời gian á thì nó kiểu như là nó sẽ gọi là nhập hàng về cho chúng ta trao đổi đồ tiếp. Đó, còn cái con thương nhân lang thang đó thì chắc không có khả năng đó rồi. Ok, đành chịu thôi, biết sao vậy. Rồi. Ôi, trời, hết hồn, má, giật cái mình, hú hồn, chim én à. Rồi, bỏ vào đây,
của em biết bao nào không? Có hai em đằng xa. Tiêu diệt. Mục tiêu cần phải bị tiêu diệt. Bắn. Một chút, một phát nè. Hụt rồi, hụt rồi. Mù mắt. Trời mẹ mù mắt vậy. Bụp. Chờ coi. Giờ cao lên xíu. Rồi, trúng nha, trúng nha. Giỡn mặt em, giỡn mặt hả? À, ó. Phải diệt trừ hậu quả ngay tức khắc. Đó. Rồi. Đó, trải đều ra liền. Đó, trải đều ra. Đó. Rồi. Tắt. Đó. Phải canh chuẩn xác như thế đó nó mới được. Đó. Rồi, thì theo như chúng ta thấy là tất cả những số đá chúng ta đã nung hết rồi. Còn gì nữa cả. Ok. Thì bây giờ có thể là mình sẽ đi farm tiếp thôi bạn ơi. Farm tiếp thôi, tập này chỉ có thể là farm thôi. Cây hiệu sức của tôi nó hư mất tiêu rồi, nó gần hư rồi, thôi mình sẽ tha farm bằng cây này đi. Cây này nó có chầm hổng 3 thì nó có thể là khả năng đầu lâu hơn một chút. Rồi để mình chuẩn bị đồng hồ một cái. Rồi mình sẽ đổi này lại. Bụp. À, nhảy cao là enter nè. Đây là kiếm cách rồi, xong. Đó, rồi. Giờ mình sẽ vào trong cái chỗ bấm giờ của mình. Mình bắt đầu bấm giờ, sau đó mình sẽ bấm ấy luôn nha. 1 2 3. Rồi. Giờ mình sẽ để đây cho nó đào. Cho nó đào thoải mái đi. Đó. Rồi sau một tiếng thì mình sẽ quay trở lại. Rồi, ngân được rồi. Đó. Mặc dù là còn đâu tầm khoảng 14 phút nữa. Còn 14 phút nữa nhưng mà thôi. Ta cứ dừng đi. Cái cây cuốc của mình nó cũng muốn đi đai giống hệt như cây cuốc kia rồi. Đó. Rồi. Ta chuyển đổi lại cái này một cái. Cách nè. Rồi. Đó, hai cây cuốc. Hai cây cuốc cây nào cũng gần hư hết luôn. Đó. Rồi ta ăn vô cái đi. Để xem thử hôm nay là ngày mấy nè. Hôm nay là ngày 156 rồi. Ok. Chà. Thì lúc nãy gọi là trong lúc mà farm á, thì mình có nghĩa như là lỡ tay đẩy con chuột của mình nó lệch hướng cho nó đào trúng ngay cục này. Và thế là nước nó tràn cái tùm lum luôn. Và mình có đi sửa lại một chút. Đó. Mình có đi sửa lại một chút và mình vẫn cho đồng hồ chạy. Thôi kệ đi bạn ơi. À, dù sao thì cho dù mình có cho nó đồng hồ nó ngưng đi chăng nữa, mình cho đồng hồ ngưng rồi sau đó mình cho đồng hồ chạy tiếp thì nó cũng vẫn không thể nào đủ được hết một tiếng đồng hồ đâu. Bởi vì cây cúp của mình nó, cây cuốc của mình nó giống vậy, nó đã bị rồi xong mất tiêu cái ngọc ender luôn. À, thì bởi vì cây cuốc của mình giống vậy nó cũng gần hư rồi, đó, cho nên thành ra là nó cũng không thể nào trụ nổi được rồi, nó cũng gần hư, nó cũng hư được một hư được một khúc rồi, đó, nó hư được một chút rồi, đó, cho nên là nó cũng không thể nào trụ nổi được một tiếng đâu, đó, cho nên thành ra là bạn đợi, nói chung là hy vọng là các bạn đừng quá khắt khe về cái việc đó, là tại sao lại có những cái đường gáy trong đây nhỉ? Héo, tại sao lại có những cái đường gáy trong đây nhỉ? Mình không hiểu luôn nha, tại sao lại có những cái đường gáy trong đây? Đâu rồi, đây hai cái nè, ở đây cũng hai cái đường gáy tăng tốc đàng hoàng luôn, nhưng mà tại sao? Cái lý do là tại sao vẫn có những cái đường gây trong đó là như thế nào? Thật sự là không hiểu nha. Ok. Đây, chúng ta sẽ lấy là những cái son này. Và tiếp tục nung. Nung và nung thôi. Đó. Ok. Rồi thì có thể là sau khi mà gọi là nung xong cái đợt này á. Nung xong cái đợt này thì mình sẽ gọi là tắt game thôi bạn ơi. Mặc dù chỉ mới có 5 giờ chiều thôi. Nhưng mà cái căn bệnh làm biến, nhưng mà cái bệnh làm người ta, cái bệnh làm biến của mình nó bắt đầu nó bộc phát rồi. Cái bệnh làm biến thôi chứ không có bệnh làm biến thôi chứ không có bệnh gì chứ. Tức là bệnh lười đó. Bệnh làm biến tức là bệnh lười đó. Thôi. Nó bắt đầu kiểu như là nó bộc phát rồi cho nên là mình rất là lười, mình không muốn gọi là sao nha? Gọi là quay nữa. Đó. Thì kệ đi bạn ơi, từ nãy giờ quay cũng tầm 2-3 tiếng rồi, nói chung là cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Thì cùng lắm thì mình sẽ cố gắng mình edit cái phần đó mình đăng lên thôi đó.
mình cứ nghĩ đâu là sẽ gom hết tất cả các cái gom hết 900 ngày còn lại vào một cái video duy nhất, và sau đó mình đăng lên YouTube, thế là xong, kết thúc end cái series 1.000 ngày này. Nhưng mà đời không như mơ thì ta đành chịu thôi chứ sao giờ. Đó, ta sẽ tháo ra thì sẵn tiện đây là nói chung cũng gần tới giờ cơm mà mọi người, nói chung là cũng gần tới giờ cơm rồi đó, cho nên nhà mình nó cũng chẳng còn được yên ổn đâu, cho nên là thôi ta cứ việc nghỉ ngơi một xíu, chừng nào siêng thì ta chừng nào siêng năng á, nói chung là chừng nào siêng năng thì ta sẽ tiếp tục quay nữa vậy thôi, có gì đâu. Đó, anh này cho em xin một cây cuốc nha, mình vẫn cần phải xin của anh đó thêm một cây nữa bạn, mình cần xin của anh đó thêm một cây nữa. Ê bậy 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 bậy, không được xóa cái đó, xóa cái đó mà mệt luôn á. Ok, ta sẽ xem thử đây, và mình sẽ đi lấy một ít sắt, chưa gì thấy một em zombie đứng ngoài đó chờ kìa. Bụp. Ok, chết đi rồi, ta đi ngồi đây, lên đây ta lấy cho mình một ít sắt rồi đã. Rồi ok đó, quá trời quá rất nhiều luôn. Rồi mấy em vô không có được đâu. Ở kìa, trời bắn xuyên luôn, ma thuật magic magic unity. Rồi ta đi vào đây một cái. Hello hello hello, có ai bán đồ cho tôi không? Có ai mua sắt không? Có ai mua đồng nát không? Đây sắt ghẻ đồng nát đây đó. Rồi đàng hoàng nha, một cây cuốc chầm hỏng nữa. Rồi ta sẽ bước cái que đi, bước cái que đi, cái que đó mình chỉ cần chế tạo sơ sơ cái thôi là xong rồi. Ok rồi, rồi đâu cái cuốc mới đâu rồi, cái cuốc mới đó đó, bụp. Rồi à, mình có đủ cách luôn nè, mình đi lại mình enchant luôn, bụp. Ra tiễn em biết bao đó về chồng bà cái đi. Đây có một cuốn sách, ta sẽ lấy một cuốn sách ra. Bụp. Có bảo vệ luôn nè, bảo vệ ba luôn. Mình có cái chồng hổng ba rồi, mình có cái bảo vệ ở đây rồi, được ngon. Mình sẽ xóa phù phép cho cái quần của mình, quần. Rồi ta sẽ ép cho cái quần của chúng ta. Bụp. Rồi rồi xong, hư cái đe luôn. Không sao không sao không sao, em muốn có bao nhiêu cái đe anh cho em bấy nhiêu, ok nha. Đó rồi lấy ra thêm luôn nè đó, muốn bao nhiêu cái giờ sao, muốn bao nhiêu cái nói đây. À đó, tôi làm cho 2 cái luôn nè, nó giỡn mặt hả. À thấy chưa đó. Ôi, trời ơi, giỡn, đùa nhau. Rồi ta sửa những cái cúp này lại. À cha, cái này tốn tới 5 cấp lần à. Ui đắt thế. Rồi, đã xong. Rồi, bây giờ thì ta sẽ đi múc lava một cái, rồi sau đó ta sẽ đi lên ta cho nó nung những cái này. Nung những cái này xong thì mình sẽ gọi là kết thúc video các bạn ơi. Nhanh chóng đi lại đây, ta bỏ tất cả những cái xô này vào. Rồi thiệt tình chứ, mình ngủ cái mới được, mấy em quái này làm phiền ghê luôn á. Chắc có thể là chúng ta sẽ phải xây một cái tòa thành bự chà bá lửa ở đây để mà bảo vệ chúng ta khỏi những cái đám em zombie nữa được, chứ mấy cái hàng rào này thấy không ổn chút nào. Thôi ta sẽ bật cái này, ở cho em chạy đều lên đi. À, bật cái này. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó nung hết tất cả những số đá này đó, để đó rồi nó cho lòng mình, nó cho lòng mình farm được bấy nhiêu mình sẽ nung hết bấy nhiêu luôn ha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ kết thúc video luôn, mình đã quay trở lại rồi đây đó. Thì ta nó nung hết tất cả những cái số đá trong đây rồi đó. Nói là tất cả thì cũng đúng lắm, mà là chung là lava nó đã hết rồi ha. Đó.
Đây xong rồi mình cho bạn xem này luôn đó. Thì lúc mà mình đi xuống dưới mình múc những cái xô này đó, thì lúc nãy là mình cứ tưởng đâu là nó bị thiếu cho nên là mình đi xuống dưới mình múc thêm một lần nữa đó, mình múc thêm thì mình để đó luôn, nhưng mà ai dè đâu nó dư luôn rồi đó. Cái này là do đá nó dư một ít thôi, nhưng mà mình nghĩ là với một xô lava thì nó nung hơn cơ, nhiều đây đá không nhầm nhòi đâu, một xô lava có thể nung hơn hơn một sắt hơn hơn 64 cục đá cơ đó. Đó. Nên mình nghĩ là một stack đá nó không là nhầm nhò gì đâu, một stack đá nó không nhầm nhò gì so với một solar bar của chúng ta đâu ha. Đó. Cho nên là không cần nung nữa đâu. Đó. Ta ngưng đi cũng được rồi. Đó. Thì trong lúc mà đi múc những xô dung nham này nè, đó thì mình cũng phát hiện ra những cái magma block. Sẵn tiện đó mình đào luôn. Đó. Mình đào luôn. Đó, mình đào luôn để mà chúng ta sau này làm một cái máy phạm vàng luôn cho nó thuận tiện ha. Đó. Thì có trong lúc mà gọi là đợi đó thì mình cũng có đi mua của con dân làng hai thêm hai cái xẻng hiệu sức hai nữa đó, trong đây mình có một cái rồi nè đó. Mình cất này vào trước đi đó. Mình mua thêm để làm gì thì cái cây xẻng xịn nhất của mình hiện giờ là hiệu sức 3, nhưng mà có điều là cái tốc độ đào cái sỏi á, đào sỏi nha, tốc độ đào sỏi của nó thì khá là, nó đào đất thì nhanh đó nhưng mà đào sỏi thì khá là kém, cho nên là mình nghĩ là cho nên là mình sẽ nâng cấp nó lên ha. Rồi mình rồi tốc được là cấp độ 4 rồi đó. Rồi mình nghĩ tới đây thôi được rồi. À, bây giờ mình tắt game đi, làm biến cái đó rồi bà, căn bệnh làm biến nó bộc phát đấy rồi. Rồi bye bye nha, rồi thoát ra, bye bye. Rồi bạn ơi, đây, mình quay trở lại đây đó. Mình đã siêng năng trở lại rồi đó, mặc dù là dường mình đang nằm ngoài kia và mở điện thoại khá là ồn, nhưng mà thôi kệ đi, mình cũng chẳng quan tâm đâu. Trở lại đi, bây giờ thì sao nha, khu này của chúng ta cũng đã khá là to rồi, cũng khá là rộng rãi, thì cho nên là giờ mình sẽ làm cho mình một cái máy farm gỗ ha, đó, cho nó là hoạt động năng suất gỗ nhanh nhanh một xíu. Ở trên kia là cái máy farm bằng cây, ok, cái đó là máy farm bằng cây, còn dưới đây là cái máy farm gỗ, hai cái khác nhau, một cái là farm gỗ, một cái là farm bằng cây đó. Rồi bây giờ thì ta cần những cái piston đó, ta cần phải có những cái piston thì đâu để mình xem được rồi à, ta có cái gì đó à ha. Rồi bây giờ mình cần phải đi lấy thêm sắt để mà chúng ta đi trao đổi với mấy em dân làng đó để mà có thêm nhiều đá đỏ nữa, thật là nhiều đá đỏ ha, đó để mà mình làm cái máy phong cây mới được. Rồi ở đây nào, tôi có đồ cho mấy anh đây đó. Đây mình chỉ cần ở đây sẵn tiện để mình mua thêm cái xẻng luôn đó, rồi đủ bộ rồi đó. À, ta có đã có thể làm một cái xẻng gọi là đây đó, cái này hiệu sức 4 nè, này hiệu sức 2. Rồi vậy là mình cần phải mua thêm hai cây nữa, ở nhà mình có một cây rồi đâu nè, trong kho đồ mình có một cây đúng không, đúng rồi, vậy là mình cần thêm mua hai cây nữa, mà mình cần mua thêm hai cây nữa đó, lúc đó chúng ta mới nâng cấp lên được là cái hiệu sức 5 nha, cái xẻng chúng ta mới lên được cấp độ hiệu sức 5 đó. Rồi và mình hy vọng là cái tiếng ồn xung quanh nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái video của chúng ta. À, còn nếu không thì cùng lắm thì mình ghép nhạc thôi, mình ghép nhạc để mà gọi là lấn át bớt cái tiếng ồn thôi chứ chả có vấn đề gì đâu. Đây, tôi trao đổi hết tất cả mọi thứ mà tôi có với em này luôn. Em ấy bán cho mình tổng cộng là 34, 24 hình như đó. Em ấy bán hình như cho mình có 24 rồi. Đó. Rồi. À, bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái máy phạm cây ở đây. À, ta nói cục sắt này ra luôn đi. Đó. Thì để làm máy phạm cây chúng ta cần phải có gỗ. Gỗ đâu, gỗ đâu, gỗ đâu. À, không biết tông, biết tông chứ nhầm. À hi hi. À hi, rồi xong hết gỗ luôn. Rồi xong. Chặt cây. Right now. Chặt rồi. Cái tiếng này nghe đã rồi luôn á. Nghe đã nhưng mình hơi giật mình nha. Bụp 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 bụp. Rồi chặt cây, chặt cây. Đó, ta đổi ra những cái này. Đó. Rồi bây giờ mình đã đổi ra xong rồi, bây giờ mình sẽ làm cho mình bốn cái bít tông. Bít tông thì lại cần đá. Đá hả?
Lụm đại đá trong đây đi. Ừ. Lụm đại đi, không sao đâu. Đá của mình mà mình dùng lúc nào cho được. Ok, làm đại đi, làm nhiều nhiều cái bít tông đại đi bạn ơi, không sao đâu. À, chúng ta cần tổng cộng là 44 cái lận, 44 cái lận. À, đầy đủ là 44 cái nha. À, nhưng mà cái phần quan trọng nhất á, cái phần quan trọng nhất của cái máy á, nó chỉ cần có 4 cái thôi. Ô, trời tối rồi kìa. Kệ, trời tối, tôi vẫn cứ làm gì tôi. Trời tối, mà tôi vẫn cứ làm thôi. Hả? Thì như bạn thấy trong video lúc nãy mà mình cho bạn xem á, thì cái anh YouTuber nước ngoài đó là không hiểu lý do gì sao đó là ảnh có thể tìm thấy được cái stronghold ở trong cái thế giới này. Hả? Thật sự là mình cũng không thể hiểu luôn. Ông mình xem xong mình kiểu quá trời heo, ông này hack game à, đó kiểu vậy đúng không đó. À, thì mình cũng có thử nha, đâu rồi mình cũng có thử đâu để chúng ta xem nè. Giờ mình sẽ công khai cho mạng lan, mình sẽ đây đó, rồi mình sẽ sử dụng lại nè, lo kate đó, mình sẽ tìm cái stronghold. Đây stronghold tức là cái pháo đài dưới lòng đất các bạn, bụp không thể tìm thấy cấu trúc này ở gần đây, tức là trong thế giới này không có. Nhưng mà tại sao anh đó lại tìm thấy? What the fuck, chơi hack game ở nhà nội. Chơi hack game mà xàm xí đú vậy, thiệt luôn á, nhảm ghê luôn á. Có nhầm cái trên đời này mình nhìn sao, có nhầm ca, có một số thứ trên đời này mình nhìn vào, khi mà mình nhìn vào nha, mình nhìn vào là cái con mắt của mình là kiểu ủa tao có nhìn lộn không, đây có phải là đôi mắt của tao không vậy? Không không, đôi mắt của tao không thể nào đánh lừa tao được. Làm gì có chuyện đó, đó kiểu vậy đó. Rồi nói nhảm gì đủ rồi, giờ thì mình sẽ hoàn thành cho xong cái máy phòng cây. Rồi các bạn ơi, cơ bản thì cái máy của chúng ta nó đã hoàn thành ha. Đây cái này là cái phần quan trọng nhất của nó, thì cái phần quan trọng nhất của nó là coi như là chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình cần cho nó thêm một cái cửa nữa thôi. Một cái cửa nữa thì chúng ta lại cần đến gỗ. Trời ơi thiệt tình chứ, gỗ 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 rồi là gỗ rồi, ta đã có gỗ, ta đã có rổ rồi, ta đã có gỗ. Chứ không phải rổ, rổ đó là cái rổ để nhận được con cá đúng không, có rổ rổ rau các thứ rồi á. Cái này được không ta? Mình không thích cửa này cho lắm. Nói chung là mình thấy là sử dụng cái cửa gỗ sồi đi là đẹp nhất luôn rồi. Nhưng mà bây giờ là mình làm quái gì mà còn gỗ sồi nữa để mà dùng. Ok rồi, bây giờ thì ở đây bây giờ thì nếu như mà cái cửa này ta để sau đi. À, thì cái phần này đó chính là chúng ta sẽ làm cho mình những cái bít tông. Ồ bít tông mà tại sao lại không, à hết đá, trời hết đá, cái tưởng đâu nó bị cái gì đâu. Hết đá thì đây tôi lấy cho. Đó, quá trời luôn đó thấy không. Đó rồi giờ giờ mình sẽ bỏ vào nhiêu đây hả, cái này là mình sẽ đặt ở đây một cái hàng 4 x 10, 4 x 10 nha, 4 x 10 ở đây thì đào đây ra đi. Đó, nãy chúng ta có 16 thì đây là 10 hàng rồi nè. Đó 10 rồi đó, thì chúng ta cần đặt cao lên là 4, cần đặt cao lên là 4 ha. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác, tôi giỡn mặt với em hả. Rồi cao 4 nhân 10 nha. Đó rồi bây giờ mình sẽ thử mình đặt hết tất cả vào đây đi, chúng ta được 2 rồi, giờ là chúng ta còn 8, 8 nhân 3 okay. 8 nhân 3 là bằng 24, 8 3 là 24 nha. Lại hết đá đỏ nữa rồi, thiệt tình chứ. Ơi đi ngủ đi, tạm thời bây giờ là chúng ta chấp nhận cái việc đó là thiếu đá đỏ đi. Sắt thì rất là dư nhưng mà đá đỏ thì rất là thiếu. Thiệt tình chứ. Bây giờ chúng ta cái gì tạm thời chấp nhận cái việc đó ha. Bây giờ ta sẽ cất mấy cái món đồ sắt này vào đi. Cất cái này vào luôn, cất này vào luôn nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái số đá này chúng ta đem lên trên kia để mà chúng ta sửa sang cái máy của chúng ta.
sửa lại một chút thôi. Thế nhưng mà sửa lại một chút cho nó đẹp thôi đó, để mà tránh cái tình trạng mà cái quả táo mà nó, nói chung là có một cái như như mình nói ở cái phân đoạn như mình nói lúc nãy đó, nó có một cái quả táo gọi là mắc kẹt ở trong đó thì nó mệt lắm. Thì mình có một cái quả táo mắc kẹt cũng, thì nói chung là chỉ có một cái quả táo thôi thì cũng không nhầm nhò gì, nhưng mà thôi kệ đi, lấy được cái gì ta lấy, ta đi lấy thôi đó. Tại vì là có hơi tham lam nhưng thôi kệ, đời người ai mà không tham lam, đúng không? Đó. Tham một lần thôi rồi nghỉ, không đừng tham hoài nha, tham hoài nó mệt lắm, còn nhiều cái để tận hưởng lắm, tham nó cũng là một cái tận hưởng, đúng không? Hãy cứ xem như tham là một cái tận hưởng, là một cái cách tận hưởng cuộc sống đi. Thì tôi nói cho vui vậy thôi nha, chứ tôi không có bắt mấy ông tham mà, ông đem ông đem mấy ông mò, đem mấy ông bắt công mấy ông tham rồi cho đã vô rồi. Cuộc đời có mấy ông đi vào cái gì đó xa xúc thì mấy ông đổ thừa tôi mệt lắm. Nó nói cho vui thôi đó. Đừng có ấy nha, đừng có mà dại dột làm theo. Tao đã quay trở lại rồi đây à. Thì mình đã sửa nó lại như thế này à, ban đầu là mình nghĩ nó sẽ ổn, nhưng mà không mà, không, nó không ổn chút nào. Vì sao? Bởi vì ở đây, rồi tiếp theo là đây. Khi mà chúng ta kích hoạt cái đường dây, cái đường điện ở đây á, thì cái bộ lọc đá đỏ này nó cũng kích điện theo đó, từ đó thì nó cũng kích điện theo. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, là nó không hề gọi là, nó không hề, đây là ví dụ như cái đá đỏ này nó xuất hiện tín hiệu rồi đúng không, cái đá đỏ này nó mà xuất hiện tín hiệu á, thì nó thì cái cục đá đó, cái cục đá nằm phía ở phía dưới cái đá đỏ này nó cũng sẽ được truyền tín hiệu, nó sẽ truyền tín hiệu vô trong cái dispenser phía trong đây đó, từ đó thì nó cũng kích hoạt cái dispenser luôn. Nhưng mà riêng cái này thì khi mà nó kích hoạt á, thì nó không truyền tín hiệu được, và nó chỉ truyền tín hiệu đi thôi chứ nó không hề truyền tín hiệu qua cái cục đá ở cái cục đá ở phía dưới bên này đó, rồi nó không thể nào mà truyền vô cái dispenser này được, từ đó thì cái dispenser này nó không hoạt động ha. Đó, vậy là thì mình bắt buộc ấy rồi, mình bắt buộc phải lấy cái em, nói chung là phải để lại cái thiết kế cũ đó. Trời ơi, đập ra xong rồi gắn lại xong giờ phải đập ra nữa rồi à, thì tình chứ đúng mệt luôn á. À, kệ bà đi bạn ơi, mình cũng chán ngắt lắm rồi, mình cũng chả thèm quan tâm ở đâu. Ok, cái đó mình để mình sửa sau đi, giờ mà mình sửa nữa thì chạy đi sửa luôn đi ha. Này 1000 ngày sinh tồn mà sợ gì, sửa lại luôn đi, trời má nó lâu thì luôn á, mất thời gian một cái luôn trời. Rồi thì ta đã sửa nó lại như cũ rồi ha. Ok, rồi sửa lại như cũ rồi đó. Rồi chúng ta phải chấp nhận cái việc đó là nó sẽ bị mắc, chung là nó sẽ bị vướng một số cái item nhỏ nhỏ ở đó. Ok đi, cũng chỉ có một hay vài cái item thôi, cũng chả có vấn đề đâu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lót cho cái chỗ này nó cao lên một tí. Bây giờ là đây là thêm một lót nữa đi. À, mình sẽ lót cho nó thêm một lót nữa. Đây, lên vậy nè. Đó, tổng cộng là 2 lót nha. Đó. Vậy đi. Và sau đó thì chúng ta sẽ trồng lại cái khu vườn trên đây, chúng ta sẽ đi xuống. Đó. Trồng lại xong thì mình sẽ kiếm cho mình chặt cho mình một ít gỗ đi, một ít gỗ sồi. Rồi xong, không đủ đá. Hay luôn, thiếu cái này thiếu cái kia thiếu cái nọ, rồi kệ đi, vậy cũng được rồi đó. Rồi đầu này ra đi. Rồi bây giờ mình sẽ trồng lại cái vườn cây trên đây, rồi sau đó mình sẽ bón con, mình sẽ bón bột xương cho một trong cái cây đây, để mà chúng ta lấy gỗ sồi làm cái cửa cho cái mái phòng cây phía dưới. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống luôn ha. Rồi cái cây này nó đã lớn rồi, đây ta sẽ lấy cái cuốc đó ta đập ra cho lá nó từ chúng đập lá cho nó nhanh xíu. Rồi xong bụp đó, rồi ta trồng lại đi đó. Thì đợi cho tất cả những cái cây này nó lớn hết thì chung là mình sẽ đi xuống đi, đợi cho mấy cái cây ở đó nó lớn hết thì nó cũng khá là lâu đó. Rồi ta đi xuống. Bây giờ thì mình sẽ gọi là thử sao nhỉ, test thử, đúng rồi, test thử cái mắt phong cây của mình như thế nào. Ok
Ta sẽ làm cho mình một cái cửa ở đây. Bụp. Chặt cây vãi luôn, thề luôn. Tại sao nó không cho một cái mà nó lại cho ba cái nhỉ? Đúng là chặt cây thiệt luôn. Rồi. Nhặt lại. Gì đúng ta? Đúng nè. Rồi, cắm thêm một cây đuốc ở đây đi, để mà kiểu như là cho nó sáng, hoặc cũng có thể là thắp sáng niềm tin để cho cây nó mọc lớn hơn. Thắp sáng niềm tin nha. Đó, ta bỏ vào. Đó, còn xương không? Xương đâu vậy? Tôi nhớ xương nhiều lắm. Rồi. Đó, ta sẽ cất những thứ linh tinh này vào. Thôi, bột xương đâu? Bột xương đâu? Đây nè, nó xương nhiều chưa? Xương quá trời nhiều luôn. Bực. Đó. Rồi ta sẽ đi lại đó. Ta bỏ xương vào. Đó đúng không? Bỏ xương vô. Đó, bỏ xương đầy ắp luôn nha. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ đặt một cái này đây. Đó. Tháo cái đuốc này xuống đi. Đó. Bật này lên. Đó, bây giờ ta sẽ đợi. Thì cái cây này là khi mà cái cây này lớn á thì nó sẽ chạm vào cái đó, 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 như bạn thấy không, nó chạm vào cái khối theo dõi này đó, và từ đó, 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 và từ đó thì mấy cái bít tông này nó sẽ bị kích hoạt thì nó đẩy cái này ra đó. Đó, đây là cái phần quan trọng nhất của máy. Cái phần quan trọng nhất của máy thì nó đã xong ha, còn cái phần phụ thôi, cái phần dùng để đẩy những cái thân cây đi ra bên ngoài đó, chứ chả có gì đâu đó. Nói chung là nó đã ổn rồi ha. Thì cái vườn cây ở trên kia thì mình dùng để lấy mầm, còn cái này á, còn cái máy này á, thì mình dùng để lấy gỗ nè. Đó. Thì cái máy farm này nè, nó dù nó tuy là nó cho chúng ta gỗ nhưng mà nó tiêu hủy mầm cây khá là ghê. Đó. Nó tiêu hủy mầm cây đúng ghê luôn á, chúng ta đập ra không được bao nhiêu đâu. Đó. Chung là cái này á, là các bạn phải làm một cái máy pha mầm cây riêng nha, đó, một cái máy mà pha mầm cây riêng, có người các bạn mới dùng cái máy này để mà gọi là pha gỗ nha, chứ pha gỗ bằng máy này hay là mầm cây của bạn hay là nó bị tiêu hủy ngay trong phút chốc thôi. Chung là từ nãy giờ là cũng được khá rồi, đó, giờ ta sẽ gọi là đập hết cái đống này ra, đó, chặt hết cái đống này ra luôn. Ok. Rồi ta chặt ra rồi ta đem đi làm cái đổi ra ván gỗ để mình làm bê tông tiếp. Tôi cố gắng tôi hoàn thành cái máy này luôn đó. Thì cái phần chính của cái máy thì nó đã xong rồi, còn riêng cái phần phụ thì nó vẫn chưa đó. Rồi ta tích cực ta làm cái phần phụ cho nó xong luôn đó. Lại thiếu đá rồi, thiệt tình chứ, ta lại thiếu đá nữa rồi. Rồi có thể là mình sẽ đi farm đá nữa thôi các bạn ơi. Có thể nha, có thể là mình sẽ đi farm đá nữa. Farm hoài farm mãi luôn, farm tới già chết luôn. Không, không tới già chết đâu. Farm gì vừa thôi để mà tôi còn à, để dành thời gian tôi lên kế hoạch tôi đi nhiều nơi nữa chứ, đúng không? Ở đất nước Việt Nam của chúng ta rất là nhiều phong cảnh tươi đẹp đúng không? Ta phải gọi là cố gắng đem đi nơi mà cố gắng đi làm kiếm tiền các kiểu rồi đúng không, để mà ta đi tham quan những cái địa điểm đó đúng không. Ở Việt Nam chúng ta có rất là nhiều địa điểm đẹp, tại sao chúng ta lại không kiểu như là cố gắng kiếm tiền đúng không, cố gắng kiếm tiền để mà đi tham quan cái những cái khu đó đúng không, những khu đó rất là đẹp. Danh lợi làm gì đúng không, đi tìm danh lợi làm gì, đi tìm danh vọng làm gì, nó quyền lực làm gì. Trời ơi, đi chỉ cần hay là kiếm tiền thôi, kiếm tiền thật nhiều thôi, kiếm nhiều nhưng mà nhiều nhiều vừa thôi nha. Tức là sao, tức là nhiều vậy nè. Trời, quên mua đá đỏ nữa. Nhiều là nhiều như thế nào? Đó là nhiều như thế này nè. Đó là nhiều tới mức độ mà ha, khi mà các bạn đi ra ngoài chợ, các bạn hỏi coi một ký thịt lợn bao nhiêu tiền vậy? Đúng không? Thì cô đã trả lời một ký thịt lợn 20.000 con. Dạ, lấy cho con 10 ký. Đúng không? 10 ký. Một ký là 20, 10 ký là 200 ngàn đúng không? 10 ký đúng không? Cô cân cho mình 10 ký. Cô đưa cái bọc thịt lợn, cô đưa cái bọc thịt lợn đó cho mình. Cô nói là ha, hết tổng cộng số tiền
của con đó là 200 ngàn. Mình móc 200 ngàn ra, mình đưa một hơi một luôn, mình đưa một hơi một luôn đó. Mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết trơn á, thì lúc đó coi như là tiền nhiều vậy thôi à. Đó. Chứ không có cần đến một mức độ là tiền nhiều phải là hàng chục tỷ, hàng vạn tỷ hoặc là cả ngàn tỷ đô gì đó, cái kiểu đó là xài tới già là chưa hết nữa. Không, chỉ cần tới mức độ, chỉ cần nhiều kiếm tiền nhiều thì cần tiền nhiều rồi, đó nhiều tới mức độ mà kiểu như là đi ra ngoài chợ đó mua đồ á, là hay trả một món đồ trả tiền 200 ngàn, trả tiền 200 ngàn vẫn tỉnh bơi, trả tiền một món đồ đó, cái mặt trả tiền một món đồ nó cái mà tầm 200 ngàn á, cái mặt tính mà cái mặt vẫn tính tỉnh bơi như cái cơ thì coi như đó lúc là coi như là nhiều tiền nha. Rồi vậy thôi, nhiều tiền có nhiều loại các bạn, không có loại nhiều tiền cực nhiều, có loại cực kỳ nhiều tiền, có loại nhiều tiền thì vừa, có loại như là nhiều tiền thôi, chỉ là nhiều tiền thôi, không đó, đâu cần phải là siêu nhiều tiền đâu, vừa vừa được rồi. Rồi ok, rồi tao lấy cái này ha, rồi đọc qua đọc qua đọc qua đó. Còn đây là một hai ba bốn năm, còn 5 cái nữa, còn 2 3 4 5 rồi xong, chúng ta chỉ làm được có rồi, chúng ta còn 3 cái nữa, hết mà nó đá đỏ nữa rồi, thiệt cái mà thằng luôn đá đỏ nó hết hoài luôn, kỳ cục ghê. Ê ê ê ê, đi ra, tại sao mà vào được, ê ê đừng đơn. How? How? Oh my god. Không lẽ là do cái này? Mấy con zombie lớn không vào được nhưng mà những con zombie nhỏ vào được à. Thôi 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 thôi. Thôi, nghỉ 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 nghỉ. Nghỉ. Trời ơi. Ơi. Chặn lại, không nói nhiều, chặn lại, quất quất đi, quất em quất đi, em quất đi chỗ khác, anh không muốn thấy mặt em, biến đi chỗ khác em. Trời ơi, hết hồn con zombie nhỏ, tự nhiên đâu xuất hiện nguyên con zombie nhỏ đi vào, trời ơi kỳ cục, hết hồn luôn. Rồi hên là mình đi lại kịp bạn, hên là mình quên mua đá đỏ mình đi lại đây kịp nè, mình phát hiện được chứ không thôi là tiêu mấy con dân làng của mình rồi. Trời ơi, thôi chặn lại đi. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? What the hell? Hồn. Ôi ghê quá bạn ơi, ghê quá quá. Thôi cắm đuốc. Cắm đuốc lên thêm. Cắm đuốc. Trong này tối nè, tối nè. Tối hả? Tối với tôi vậy? Tối với tôi, này tối với tôi vậy? Giỡn mặt hả? Bố láo hả? Giỡn mặt. Trời má hết hồn. Trời ơi. Má giật hết cả mình. Ghê vãi. Rồi tên đi ngủ đây bạn ơi. Đó. Thì cái em đó, cái em bán đá đỏ cho mình đó, thì em hình như là không có, hình như em chưa có nhập, em chưa có nhập hàng, em chưa có gọi là nhập hàng á, cho nên là mình vẫn cứ chưa thể trao đổi được ha. Thôi ăn cái đi. Rồi. Đi vào. Đâu rồi? Hả? Đâu ta? Cái em đó đâu mất tiêu đó rồi. Thiệt tình em đi long nhong hoài một mình vậy luôn á, vẫn chưa có hàng. Rồi thôi kệ đi. Rồi hôm nay chúng ta lại ngày 61 đúng không? Đâu để xem nào. Đá thì cũng gọi là chuẩn bị cũng được khá khá rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ vẫn chưa đủ đâu mọi người, vẫn chưa đủ nha. Ok, vẫn chưa đủ, cho nên là chúng ta cứ việc gọi là chúng ta cứ việc gọi là đi farm tiếp thôi mọi người ơi, farm tiếp và cho nó lung tiếp thôi chứ chả vấn đề gì đâu đó. Ok rồi, bây giờ mình sẽ gọi là tao bứt cái đống này đi đó. Đây mình sẽ lấy cái xô dung nham của mình ra, đây xô dung nham đây. Tao bỏ hết tất cả những cái này vô đi, phiền quá trời đi tình chứ đâu ra mấy cái ống này đi. Ok rồi đó, ở
ném vào, thôi ném vào. Ném vào hết, không chữa gì hết. Rồi. Rồi. Ta ném vào rồi, ta bỏ hết tất cả những cái xô này vào. Đó. Bật công tắc một cái. Đi giùm cái coi, trời ơi thiệt tình chứ. Lại nữa rồi. Tôi phải lên coi bộ là tôi phải lên mạng tôi kiểm tra lại cái cách làm của cái máy này thôi các bạn ơi. Chứ nó lúc thì như thế này, lúc thì như thế kia, thôi quải quá. Rồi, nói chung là tất cả những cái lò đây nó đã cháy lên rồi. What? Tại sao cái này là không cháy? What? Why? Why? Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cái lò này lại không cháy? Why? 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 Cái xe mỏ này nó đã... Tại sao lại có những cái thứ vô duyên như thế này xảy ra nhờ? Tôi không hiểu tại sao luôn á nhờ. Cái gì vậy? Trời ơi! Giống ngon vậy trời? Ủa? Rồi mấy cái xô của tôi đâu? Trời ơi, cái gì vậy? What the hell? Ok bạn ơi, mình mất hết trơn ba cái xô rồi. Ba cái xô đó của mình nó đi đâu mình cũng không biết luôn rồi. What the? Đùa nhau. Rồi xong. Cái gì vậy? Ủa tự nhiên mất ba cái xô luôn hả? Ủa rồi tự nhiên cái mất tiêu ba cái xô lãng nha, lãng xác luôn hả trời? Hay là cái xe này nó bị lỗi ta? Rồi xong cái xe này nó cũng không có bị gì luôn bạn, cái xe này nó dùng bình thường. Mà tại sao? What the? Ok, mình chính thức mất hết ba cái xô. Vãi nồi game mà. Ủa tôi đâu có làm cái gì đâu trời. Cái gì vậy ta? Xàm xí đú gì vậy? Nhảm nhí ghê luôn á, rõ ràng là mình không làm gì luôn. What the? Hóm hỉnh ghê luôn á ta. Ngộ à. À chuyện này lạ nghe. Nè. Đó. Nung lên giùm tao đi. Mấy con quỷ mấy con điên mất mất dịch. Mấy con hồn cách đảng. Đó. Trời ơi là trời tào lao không à. Không xàm gì vậy. Bỏ gà là không có làm gì nó hết trơn á. Tự nhiên nó lụm mất tiêu hết ba cái xô tôi. Ngộ nghĩnh là tự nhiên tao không làm gì mày mà mày phá mất tiêu hết ba cái xô của tao là sao? Ngộ ghê luôn á. Trời đất ơi trời. Rõ ràng luôn trời, không làm gì nó mà nó lấy mất hết trơn ba cái xô của mình. Ai nồi thật. Cái này có thể là cái thiết kế này nó bị lỗi hay là bị cái gì đó bạn ơi. Nên là mình có thể là mình phải đi xem lại của người ta như thế nào. Ok. Ok thì mình cũng có xem của một số YouTuber thì mình cũng có xem của cái anh này. Anh này thì anh cũng có hướng dẫn nhưng mà anh làm chung anh làm cũng tương đối giống mình thôi. Chỉ có khác ở một chỗ đó là anh ấy đặt ở tất cả những cái hopper nè, tất cả những cái chỗ hopper này anh đều đặt là đường dây đã đỏ hết. Đó, chỉ có cái khúc này nè. Đó, cái khúc này là đường dây tăng tốc. Không, cái chỗ này là đường dây tăng tốc, còn đây là đường dây thường, còn tất cả đều là đường dây nó đỏ hết. Thôi. Rồi vậy là rồi đã mất rồi đó. Rồi vậy là cái chỗ này chúng ta có thể đặt được cái đường dây tăng tốc mà không sợ bất kỳ một cái gì ha. Đó. Vậy mà tôi không biết. What the fuck cái gì vậy? Hay là nó từ trên cái cây này? Đây là mình lót slab nè, không hề có quái nha. Không, mình phải đi lên cái cây này. Nếu như thật sự là tụi nó spawn từ trên cái cây này á, thì đây là một sự nguy hiểm khôn lường. What the? Cái gì vậy? Hả? Rồi, thôi, hiểu rồi. Phá cái cây này đi mau rồi. Rồi, phá cái cây này ngay và luôn, right now. Mà mình đã chặt hết tất cả những cái cây đây rồi. Đó, giờ hy vọng là nó sẽ không đừng có spawn quái nữa. Giờ mình hy vọng là nó sẽ không có bất kỳ một con vật nào xuất hiện trong nhà mình nữa nha. Thiệt tình, nó có trời cái giống ôn gì vậy? Rõ ràng là tôi đã cắm đuốc ở đây rồi mà. Đùa nhau à. Giỡn mặt nhau chắc. Ngộ à. Hay là cái chỗ nào tối là bọn nó xuất hiện.
What the fuck? What the hell? Cái gì thế này? Một đội quân fan hâm mộ đang buông trước cửa nhà tôi. Rồi. Chém luôn. Chém luôn. Đó. Ok. Rồi nhà mình nó bắt đầu ồn các bạn ơi. Nó ồn một cách đột xuất, mình nó ồn mà không hiểu lý do sao nó ồn luôn. Lúc nãy nó im lặng giờ nó ồn luôn các bạn ơi. Thiệt tình chứ. Ghét thực sự. Rồi ok. Đâu để xem nào. Bây giờ thì mình cũng chả biết phải làm gì luôn bạn ơi. Đây. Thì có thể là mình sẽ đi vào địa ngục để mà mình lấy vàng một ít nữa đi bạn ơi. Để mà chúng ta làm những cái đường dây tăng tốc nhiều nhiều một xí. Đó, để mà kéo dài cho cái máy chúng ta nó kiểu như là nó hoạt động chân chu hơn các bạn, chứ không có gì đâu. Rồi, ta đâu quay trở về rồi ha. Ok, mình cứ tưởng đâu là 7 giờ tối nay là mình sẽ được tha. Tha là tha thêm cái bóng các bạn. Tức có nghĩa là mình được kiểu như là mình được một thời gian nào đó yên tĩnh. Mà chúng ta thì mình có thể bỏ mạng mà quay video được. Mà cuối cùng đời nó chẳng không như mơ. Nó chỉ yên tĩnh một lúc thôi rồi cuối cùng cái nó lại ồn trở lại. Và mình là phải tiếp tục mình đi vào trong cái phần mềm chỉnh sửa của mình cắt ra. Mình đang muốn làm một cái gì nhỉ? Hiện tại thì mình đang muốn làm một cái gọi là cái video mà kiểu dạng như là sao nhỉ? Ấy game style á. Bạn biết mấy cái video dạng game style không? Nhạc súng á. Thì mình cũng sẽ làm một cái video vậy nhưng mà tương tự như vậy nhưng mà ở dạng Minecraft. Đó, ở phiên bản Minecraft nha. Đó. Mình cứ tưởng đâu là mình cứ nghĩ đâu là những cái quay là mình đang có người làm tôi. Oh shit. Ủa tôi đã là tôi còn chưa, tại sao tôi đi chế tạo như thế nào? Ngáo mẹ luôn rồi. Đó, thì nói chung là có một cái mình mà thì nói chung là ở Việt Nam thì mình ở nước ngoài thì như thế nào mình chưa thấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình thấy có cái anh kia anh đã làm rồi. Đó. Thôi mình cũng muốn làm. Nhưng có điều là cái phần mềm chỉnh sửa mình đó bạn. Cái phần mềm chỉnh sửa video này cái nọ của mình đó, thì nó cùi lắm bạn, nó là phần mềm miễn phí. Nó mà thường thường những cái gì mà miễn phí ở trên máy tính nha. Nói chung là các bạn mà đau phần mềm á, đau hay là tải bất kỳ một cái phần mềm nào ở trên máy tính này cái nọ đó thì không bao giờ cái phần mềm miễn phí không bao giờ nó tốt cả. Đúng không? Đó. Thì cái phần mềm mà mình dùng á thì nó gọi là sao nhỉ? Cái phần mềm mình mà chỉnh sửa video mà mình dùng á thì nó miễn phí thật. Đó. Và nó chỉnh sửa tốt thật. Nó dùng tốt không? Nói chung là cũng theo như cái đánh giá cá nhân của mình á thì nó chỉ tạm tạm thôi, nó không tốt lắm đâu. Tại sao mình lại nói vậy? Thì ta mình lại nói như vậy thì đây nè. Thì cái trong lớp cái phần mềm á, tất cả những cái phần mềm chỉnh sửa video nào cũng phải có đó chính là khi mà các bạn chỉnh sửa một cái phần video nào đó, đúng không? Đó, các bạn ví dụ như các bạn thấy cái đoạn này nó thừa quá đi, các bạn sẽ cắt cái đoạn ra, các bạn không để cái đoạn đó. Các bạn ghép cái đoạn sau vào đó. Thì lúc đó thì nó sẽ xuất hiện cái phần xem trước. Một cái phần xem trước nha. Đó, tức là nó có hiện cái màn hình nhỏ vậy nè. Đó, và chúng ta có thể bấm vào cái nút play, cái nút mà phát video á. Đó, thì chúng ta có thể xem trước về cái phần đó là như thế này đã được chưa, cái nọ đó. Nhưng riêng cái phần mềm mình sử dụng hiện tại á, nó cũng có chức năng đó, nhưng mà mỗi lần ha, nhưng mà mỗi lần nó tới cái khúc này, tới cái đoạn mà bị cắt á, là nó bị giật, nó giật dài cái rồi sau đó nó mới êm. Đó, mình cũng không hiểu lý do vì sao luôn mà. Không hiểu lý do sao luôn. Cái phần mềm đó, hiện tại bây giờ mình đang dùng cái phần mềm đó, mình đang dùng cái phần mềm đó gọi là rất là củ chuối mà, cực kỳ củ chuối luôn. Bởi vì nó đã cái dạng video mà lên style á, cái dạng video mà lên style á thì nó cần các bạn phải cắt rất là nhiều. Đó, các bạn cắt nhiều đến nỗi là mỗi một cái khung hình đó, nó ra tỷ lệ là 0.mấy giây luôn á. Mỗi một cái khung hình đó nha là tỷ lệ là ra tầm 0.mấy giây chứ không phải ít đâu. Đi, tại sao lại đúng cái này? What? Ừ, lại bị lỗi game á. Nói chung là mỗi một khung hình thì nó sẽ gọi là bị cắt ra tầm khoảng 0.mấy giây chứ không phải ít đâu. Cho nên mà cái phần mềm mà mình đang sử dụng á thì mỗi lần ha là xem, mỗi lần mà tới cái đoạn mình cắt á, mình cắt ra xong cái mình ghép lại. Đó. Thì nó cũng mà cắt ra ghép lại xong đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút xuất video ra thì mình xem nó giống bình thường. Đó. Nhưng mà cái lúc mà trong quá trình chỉnh sửa thì mình không thể nào mà xem được mà. Đó. Mình không thể xem được bây giờ chẳng á là cái lúc mà đang chỉnh sửa không biết bị gì mà bị sida, mù que gì hay nó bị giật mình rất là khó chịu cái điều đó mà. Đó. Cho nó thành ra là bây giờ hay là mình vẫn chưa thể nào làm được cái thực hiện được cái mong muốn của mình. Đó. Nhưng mà vẫn chưa thể nào thực hiện được cái mong muốn của mình ha. Okay. Dạng video gunfire nó trong cái video dạng đó cũng khá là thú vị đó, rất là thú vị đó mọi người. Ok, mình sẽ chặt đây đi. Rồi mình còn dư hai cái thì thắng đây đi, cho đây mỗi người nè, cho mỗi một chỗ cái nữa. Rồi xong à, rồi bây giờ mình sẽ đây là như vậy, cho thêm cái cần gạt vào nữa rồi, lấy ra đó, xong rồi. Ok xong ha. Đó. Giờ thì kiểm tra lại từng cái hopper như này. Xem thử coi là nó có bị lọt vào cái nào không. Đây một cái nè. Hai cái nè. Một cái, hai cái.
Không biết cái đá này nung ra, cái đá này nung được nè. Không biết cái đá này nung ra nó sẽ ra được cái gì nha. Thử mình xem thử. Rồi mình xem thử là nếu mà nung nó thì chúng ta sẽ có được cái gì. Gì đây? Gạch đá bị nứt. Vậy là chúng ta muốn làm gạch đá bị nứt là chúng ta sử dụng cách này hả? Bây giờ tôi biết. What? Cái xô của tôi. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ủa không phải mày nuốt cái xô của tao hả? Cái lò kia. Không phải mày nuốt cái xô của tao sao? Bây giờ tại sao mày lại nhả ra? Mà mày nhả đúng con cái một luôn chứ. Để coi. Thiên ơi. Cái lò này nó nuốt cái xô của tôi đã vô, bây giờ nó nhả ra. Mà trong khi đó tôi chế tạo lại hết trơn rồi. Xàm xíu quái. Trời mày á. Nhảm vậy. Thôi ơi, cái lò này bị nháo rồi mọi người ơi. Cái lò này bị nháo nặng rồi. Ngon xong rồi. Đó thì chứ cái lò gì đâu, nháo nặng thiệt chứ. Nháo nặng nhau luôn. Ok rồi. Giờ tao phải kiểm tra với những cái hopper dưới đây nè. Xem thử là những cái hopper dưới đây là có được stress chưa. Rồi. Rồi đâu, giờ thử nè. Thử đồ mới coi. Bây giờ mình thử coi là hệ thống mới của mình sẽ như thế nào. Tao tắt cái này cái coi. Được nè. Đúng không? Thì nếu như mà mình muốn nó chạy liên tục thì mình cứ việc để cái công tắc nó bật như vậy thôi. Còn nếu như mà mình nó dừng thì mình cứ việc tắt lại. Được. Lần đầu tiên thấy nó có lý. Rồi. Tao sẽ cất cái này vào đi. Ok. Rồi tao sẽ lấy ra một đá đây. Lấy ra một đá đây. Trời đá tôi còn ngốc luôn, nhưng mà tôi tưởng đâu rồi tôi bị thiếu mọi người ạ. Hay ghê luôn. Làm tính chân phần đoạn này hay nhạt nha. Cái phần đoạn này trời nó giờ hơi tào lao hơi nhiều quá. Rồi. Bây giờ tức nói chung là bây giờ là sẽ nung hết tất cả những cái gì. Chúng ta sẽ nung hết tất cả những cái tôi nói gì nữa ta. Chúng ta sẽ nung hết tất cả những số đá mà chúng ta có. Rồi. Let's go. Trời đang đổ mưa và mà đêm đang buông xuống. Thì sau một hồi gọi là ngồi đợi chờ thì mình đã quyết định là farm đá tiếp rồi bạn ơi. Mình cũng chả biết làm gì nữa cả. Rồi ok, mình sẽ farm đá gọi là cho đến khi nào là hai cái cuốc này cho nó, nói chung là hai cái cuốc này nó mòn luôn nha bạn, nó mòn luôn. Thì nó mòn thì nó cũng không đúng lắm. Bây giờ là hôm nay là ngày, bây giờ mình ngủ đi.